trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettel, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Kính chào quý khán giả đã đến với chương trình Luận đàm Thời sự trong tuần này. Ngày hôm nay thì có sự có mặt của tiến sĩ Lê Minh Nguyên trở lại với chương trình sau một thời gian vắng bóng. Và có tiến sĩ Đinh Xuân Quân và anh Võ Nguyễn Duy Khôi. Và kính thưa quý vị, trong một tuần lễ vừa rồi thì tương đối trong tuần lễ thứ ba của nhiệm kỳ tổng thống mới Hoa Kỳ thì tương đối không có một cái cuộc khủng hoảng nào mới ở Washington, phải không ạ? Thì trong thời gian đó ở bên Á Châu, Thái Bình Dương thì đang có những cái sự vận động ngầm để chuẩn bị cho những cái biến chuyển trong thời gian sắp tới, trong vòng 4-5 năm sắp tới, không? Và chúng ta thấy là có một cái chuyến biến cố vào đầu năm, chuyến đi đầu tiên trong năm Đinh Dậu có ông Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc là đến thăm Úc. Thì anh Nguyên có nhận xét gì về cái chuyến đi này? Đâu, tại sao là Úc và nhìn thấy cái phản ứng của nước Úc trong việc tiếp đón Ngoại trưởng như thế nào? Cảm ơn anh Bình. Kính thưa quý vị, thì chúng ta thấy là nước Úc là bị phân thân về vấn đề kinh tế để làm ăn lớn nhất là đối với Trung Quốc, mà về an ninh quốc phòng thì cần dựa vô Hoa Kỳ. Thành ra do đó mà Trung Quốc Úc là có cái nhu cầu là giữ cái tình trạng status quo. Status quo là hiện giờ tôi bắt cá hai tay, tay nào nó cũng lợi cho tôi hết. Một tay an ninh thì có Hoa Kỳ bảo vệ, mà cái tay kinh tế thì coi như là Trung Quốc đang giúp nước Úc là giàu thịnh. Thành ra do đó mà khi mà ông Trump là ông gọi điện thoại, Trung Quốc là đương nhiên là lợi dụng mọi cơ hội để mà gây chia rẽ đồng minh của Hoa Kỳ. Khi mà ông Trump ông gọi điện thoại tới Thủ tướng Úc, rồi ông lại hand up một cái rụp, tức là một cách bất lịch sự với Thủ tướng Úc, và ông đặt vấn đề mà cái 1.250 người mà di trú là không cho vào Hoa Kỳ, thì đó là nó tạo ra một cái sự, rõ ràng là một cái sự mà lấn cấn giữa Hoa Kỳ và Úc. Thì tôi nghĩ là ông Dương Nghị ông đi này có nhiều mục đích, nhưng mà một trong những mục đích đó là ông tìm cách ông gây chia rẽ đồng minh của Hoa Kỳ. Mà điều đó thì nó cũng đã xảy ra với Nhật Bản. Chúng ta thấy là 9 tây tháng 2 này là ông Thủ tướng Nhật Abe ông sẽ đi qua thỉnh đốn, ông gặp ông Trump. Và ông đang lo lắng là ông Trump ông có thể ông ngã về Trung Quốc. Và ông hứa hẹn là phải giúp cho Hoa Kỳ có 700.000 công an việc làm và tăng cường cái khả năng quân sự của Nhật Bản chẳng hạn. Và bởi vì ông Trump là một người thương gia, ông ta tuy là ông nói mạnh nhưng mà những cái biểu hiện trong vừa rồi đó cho thấy là bắt đầu ông mềm với Trung Quốc lại rồi. Ông Bộ trưởng Quốc phòng cũng nói mềm, mà ông Bộ trưởng Ngoại giao cũng bắt đầu nói mềm. Và ông Trump thì bây giờ tiết lộ lá thư gửi thăm ông Tập Cận Bình chẳng hạn. Thì tôi nghĩ ông Vương Nghị là một trong những cái mission của ông là ông khai thác cái kẽ hở của đồng minh để ông tìm cách ông chia gây chia rẽ. Thì Trung Quốc có một cái lợi thế là có cái leverage, có cái đòn bẩy là vấn đề kinh tế. Và Úc là hiện giờ chúng ta thấy rằng Úc là không có bao giờ muốn là mất cái nguồn lợi kinh tế về đối với Trung Quốc hết. Nên qua cái chuyến đi của ông Vương Nghị tới Úc thì chúng ta thấy là vấn đề Biển Đông là lúc đầu thì có nói có vẻ rất là căng thẳng, nhưng mà từ từ chúng ta thấy từ phía ông Vương Nghị cho tới cái phía ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là ông Mattis thì ông nói rằng là không có cái nhu cầu để mà tăng cường quân sự ở Biển Đông, và chủ trương là giải quyết bằng ngoại giao. Mà ông Bộ trưởng Ngoại giao ông Rex Tillerson thì ông cũng nói nhẹ hơn là lúc ông điều trần, lúc mà confirmation ở tại Thượng viện. Thì do đó mà tôi nghĩ rằng tình hình là rất là nó thay đổi. Vì ông Trump là cái người cái lúc nào ông cũng có thể thay đổi một cách rất là dễ dàng. Thành ra tôi nghĩ là nó thay đổi theo cái chiều hướng mà Hoa Kỳ chủ yếu là không phải là cái vấn đề quyền lợi sinh tử Biển Đông, mà chủ yếu là quyền lợi sinh tử về vấn đề thương mại, kinh tế, tài chính. Tôi thấy thì cái đánh giá của tôi thì cũng không có khác anh Nguyên nhiều lắm, nhưng mà nó có cái như vậy nè. Mình phải thấy là
cái quyền lợi kinh tế của Úc và Trung Quốc là rất là lớn. Trung Quốc nhập khẩu sắt, quặng sắt, rồi về than, rồi tất cả các cái đồ nông nghiệp, thịt bò, sữa, thịt bò, sữa và lúa mì này kia vân vân. Do đó cái người mà gọi là cái nước mà là chánh là bạn hàng của Úc là Trung Quốc. Nhưng mà cũng như anh Nguyên nói đó, là Úc là một nước lớn, ít người, thì họ cần phải có một cái, nghĩa là về vấn đề quân sự đó, thì Mỹ là ở đó. Thì tới bây giờ đó, nước Úc đó, và tất cả các cái nghiên cứu của các cái vấn đề mà về vấn đề quốc phòng và chiến lược đó, thì là họ bao giờ cũng không hẳn nghiêng hẳn về một bên nào hết. Thì vì họ đã tham chiến với Mỹ tại nhiều nơi, tại Việt Nam, tại Afghanistan, tại gì, thì là cái liên hệ giữa Úc và Mỹ là lâu dài rồi. Nhưng mà cũng như tất cả các cái gọi là lãnh đạo trên thế giới đó, khi người ta thấy ông Tổng thống Trump đó, thì người ta sợ là tại vì ông tuyên bố một cách không có rõ ràng, là một cái. Thứ hai đó là những cái sự mà thiệt đó, ông cũng có là tranh cãi về cái số cái người đi mà cái chứng minh thấy rõ ràng là ông không có trúng, thành ra người ta có biết tin được hay không. Thì đó là Vương Nghị đã sử dụng cái đó để chia rẽ. Mà quý vị cũng biết là Trung Quốc không phải lúc nào cũng chỉ có là, cũng như tới bây giờ là cái quyền lợi mà về dùng quân sự mà không. Họ dùng quân sự đối với các nước mà nhỏ, ăn hiếp Việt Nam hay là Phi Lật Tân. Nhưng mà họ dùng vấn đề kinh tế đối với Campuchia, đối với bây giờ vấn đề mà Nam Hàn đó, thì Nam Hàn đặt cái hệ thống chắn tên lửa đó, thì là họ dùng kinh tế. Thì ở đây đó, Vương Nghị đi tới Úc và dùng kinh tế rất là nhiều để ảnh hưởng của Trung Quốc cái này. Thì thật ra đó, cái vấn đề chính trị ở đây đó, nó cũng thay đổi rất là nhiều. Tại vì mình thấy là người Úc đó, thì họ gần Mỹ hơn, những cái giá trị tinh thần nó cũng gần nước Mỹ nhiều hơn, những cái moral value đó gần nước Mỹ nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ nó gặp một ông tổng thống là rất là gọi là inconsistent, nghĩa là không biết sao, nói hôm nay nói này, ngày mai nói kia, thành ra họ cũng không biết nghĩ đầu đâu. Mà khi mà anh Nguyên có nhắc lại mà ông giật cái telephone đó, đó là một cái chuyện là bất lịch sự. Không, thật về vấn đề ngoại giao thì nước nhỏ, nước lớn đều bằng nhau hết, không có thể sử dụng làm những cái đó được. Và chính người Úc họ cũng rất là hoang mang, là tại vì không có người nào mà behave, nghĩa là có một cái chuyện như vậy. Thành ở đây đó thì mình thấy là Trung Quốc là cái người lợi dụng hay nhất trong cái chuyện này. Họ dùng hôm nay thì họ dùng kinh tế, ngày mai thì họ dùng quân sự, ngày mốt thì nghĩa là chưa biết cái gì là chơi, còn chơi xấu cái này cái kia nữa. Thì đó là mình cái mình thấy là, và họ làm rất là mau, họ làm rất là mau. Tới bây giờ đó thì Trung Quốc và Hoa Kỳ chưa có liên lạc nhiều về vấn đề chính sách, thì có chúc Tết thì cũng bình thường thôi, cái đó là ngoại giao, thường thường đó là automatic. Thường thường nó tới ngày Tết, ngày độc lập hay gì đó thì là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đều sửa soạn những cái này. Mà cái này đó thì là bây giờ thì mới ra cái thơ là của ông Trump gửi cho ông Tập Cận Bình chúc Tết. Nhưng mà thật ra đó thì là cái chuyện đó thì nó cũng gần thôi, nhưng mà chưa vào cái nội dung chính, hả? Chưa vào coi giữa hai nước, thì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì làm sao, thì cái đó nó sẽ cho tới cái những cái trong tương lai đó, thì là ở Biển Đông, ở Á Châu, về vấn đề TPP vân vân, thì nó sẽ đi tới đâu thì mình chưa biết được. Nhưng mà ở đây đó thì nó thấy rõ ràng là Trung Quốc là cái người lợi dụng rất là hay về những cái thời cơ. Được hay không
là một chuyện khác nữa. Tại vì mình thấy Úc thì cái bà nhất là bà ngoại trưởng hay là gì đó cũng không có ưa gì, thực cũng không ưa gì Trung Quốc lắm, nhưng mà họ biết Trung Quốc, nhưng mà họ vấn đề là quyền lợi của đất nước họ, thì America first thì người ta cũng có thể Australia first được, thì mỗi người họ cũng có thể. Như thành ra ở trong cái bàn cờ thế giới thì nó là phải như vậy. Và chúng tôi sẽ trở lại trong phần kế tiếp của chương trình. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần Báo Việt Thai, Thế Giới Trong Tầm Tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.